mà một lát bây giờ tới tới giờ ăn rồi nè, mình không vô ăn á là người ta ăn hết luôn á. Con lại chú gửi mà. Chú gửi hả? Chú gửi phải canh hả? Ủa chứ không phải chú gửi đứng canh thùng tiền hả? Nè chú gửi canh thùng tiền này phải không? Đúng không? Canh thùng tiền đó, canh gì ba? Canh gì ba hả? Gì ba là ai? Gì ba là đây hả? Cô dâu đấy hả? Đúng không? Vô mát đứng nè Thiên ơi, nắng lắm Thiên. Cười lên con, tới cười lên. Không quá cay nhìn kìa. Chụp hình tới cười lên nè. Ừ. Đúng rồi. Và chúng tôi là hai người hạnh phúc nhất trong buổi trưa ngày hôm nay. Bây giờ tôi xin tuyên bố buổi lễ phục quy của cô dâu Ngọc Huyền sẽ kim cùng chúc đợi Thanh Sơn được phép. Thân mến, quý vị và các bạn, chúng ta đang chứng kiến chú sởi và cô dâu, họ đang tay trong tay nhỏ những cái đồ xăm ban đồ thấm vào chiếc tắp đi.